Xin chào các bạn, tôi là Bùi Hồ Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến colashop24h.com. Thưa các bạn, video hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về tác dụng của cao nấm linh chi hộp gỗ đen của Hàn Quốc. Thưa các bạn, cao nấm linh chi hộp gỗ đen thì được gọi là một cái sản phẩm thần kỳ cho sức khỏe. Tại sao lại gọi như vậy ạ? Bởi vì nó không hề quá khi chúng ta gọi nó là một sản phẩm thần kỳ, đúng không ạ? Khi mà các bạn biết rằng là cái công dụng của cao nấm linh chi cực kỳ tốt đối với sức khỏe của chúng ta thì các bạn sẽ thấy nó không hề quá khi chúng ta gọi đấy là một sản phẩm thần kỳ. Vâng, vậy thì cái tác dụng của cao nấm linh chi là những gì ạ? Thì xin thưa với các bạn là cao nấm linh chi nó có những cái tác dụng rất là hữu hiệu đối với sức khỏe chúng ta, như là thải độc. Cái yếu tố quan trọng nhất đó là thải độc cho cơ thể, thải độc gan, dẫn đến là chúng ta có một cái lá gan khỏe mạnh, chống xơ vữa, chống xơ gan, những cái bệnh xơ gan, cũng như là nó ngăn chặn những cái tế bào lạ phát triển, cho nên là nó hỗ trợ chữa điều trị những cái bệnh ung thư gan hay những bệnh ung thư khác rất là tốt. Đấy là cái đặc biệt nhất của cao nấm linh chi. Tiếp theo nó là những gì ạ? Nó giúp có thể là cân bằng đường huyết, đào thải những cái độc tố trong cơ thể, cũng như là nó điều hòa huyết áp, nó làm cho máu huyết của chúng ta lưu thông tốt hơn ạ, và hỗ trợ điều trị những cái bệnh về thận rất là tốt. Thế và nó làm giảm cái lượng cholesterol trong máu. Đấy là những cái mà nó hỗ trợ điều trị bệnh rất là tốt để cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Thế thì ngoài ra nữa thì các bạn thấy rằng là những cái người mà bị suy nhược thần kinh này, những cái người mà bị stress này, những cái người mà cần phải phục hồi trí nhớ này, hay là đang mệt mỏi căng thẳng, thì khi sử dụng cao nấm linh chi các bạn sẽ nhìn thấy cái hiệu quả rất là rõ rệt. Sau một thời gian sử dụng, nó giúp tăng cường trí nhớ, nó làm tăng cường cái cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn, nó tăng cường cái hệ miễn dịch, đúng không ạ? Và nó bồi bổ cơ thể tốt nhất cho những cái người mà vừa mới ốm xong này, hay là vừa mới qua những cái phẫu thuật gì đó thì rất là cần phải bồi bổ cơ thể, đúng không ạ? Thì cao nấm linh chi là một cái lựa chọn rất là tốt đối với chúng ta. Thế còn đối với chị em phụ nữ chúng ta thì ngoài những cái tác dụng bồi bổ cơ thể, bồi bổ sức khỏe, cũng như là nâng cao sức đề kháng đó của cao nấm linh chi, thì các chị sẽ thấy rằng là cái tác dụng của cao nấm linh chi đối với chị em chúng ta đó là làm đẹp. Nó sẽ cho chúng ta một cái làn da khỏe mạnh, hồng hào và được thải độc, đúng không ạ? Và cái làn da của các chị sẽ tươi sáng hơn sau một thời gian sử dụng. Nó sẽ hạn chế được cái nám với cả cái tàn nhang. Vâng, và nó có hiệu quả trong cái việc mà chống béo phì. Đấy là những cái tác dụng rất là tốt đối với chị em chúng ta. Và đối với các anh thì đây là một liều thuốc tráng dương bổ thận. Vâng, tuyệt vời ạ. Thế còn tốt cho cả gia đình, công dụng chung cho cả gia đình đó là nó giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường trí nhớ, nó giúp thính lực, thị lực của chúng ta tốt hơn. Vâng, đấy là những cái công dụng rất là tuyệt vời của cao nấm linh chi hộp gỗ đen để tăng cường hệ miễn dịch, cũng như là tăng cường những cái sức đề kháng trong cơ thể của chúng ta. Thì chúng ta rất nên sử dụng cái cao linh chi trong hộp gỗ đen của Hàn Quốc. Vâng, thưa các bạn, trên đây tôi vừa mới giới thiệu với các bạn những cái công dụng của cao nấm linh chi hộp gỗ đen. Để biết thêm những thông tin về cao nấm linh chi cũng như là những cái sản phẩm khác, những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe khác của Hàn Quốc, mời các bạn truy cập vào trang web colashop24h.com hoặc gọi điện tới số 0979149256 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Chúng tôi với phương châm bán hàng chất lượng là uy tín luôn mong muốn và đảm bảo mang tới cho các bạn những sản phẩm chính hãng được bảo đảm nhất đến tới tay người tiêu dùng. Và chúng tôi có những cái chương trình hoàn trả đổi hàng trong vòng 7 ngày để các bạn có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.